Mùa bầu cử đã tới, mời quý vị cử tri hãy bầu cho Daniel Lemkier với chức vị cảnh sát trưởng của quận Harris. Daniel Lemkier là một luật sư có kinh nghiệm với kiến thức về mọi bộ phận của ti cảnh sát. Ông còn là một thương gia hiểu biết làm thế nào để quản lý một ngân sách có hiệu quả. Daniel Lemkier còn là một người chồng và một người cha, hiểu được sự cần thiết phải làm cho khu vực của chúng ta cư ngụ an toàn hơn cho mọi gia đình. Daniel Lemkier có một kinh nghiệm và nguyên tắc giữ gìn các giá trị truyền thống mà chúng ta cần thấy trong một vị cảnh sát trưởng tiếp theo của quận Harris. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông điệp trên và hãy bầu cho Daniel Lemkier với chức vụ cảnh sát trưởng của quận Harris.